Chào mừng tất cả các em học sinh đến với tiết học trực tuyến. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Nguyễn Thị Hương, hiện đang giảng dạy bộ môn địa lý 7, đến từ trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ. Cô rất vui được đồng hành cùng các em trong tiết học tuần này. Trước khi vào tiết học, các em hãy chuẩn bị cho cô những dụng cụ học tập cần thiết như sách giáo khoa địa lý 7, tập bản đồ địa lý 7, vở ghi bài, bút thước. Các em lưu ý trong quá trình học khi theo dõi nội dung bài học, các em cần suy nghĩ trả lời câu hỏi thì mình bấm vào nút tạm dừng trên màn hình. Sau khi trả lời câu hỏi xong thì các em tiếp tục bấm nút play để tiếp tục bài học. Trong bài, chỗ nào có biểu tượng hình cây bút thì các em ghi bài vào vở của mình nhé. Các em đã sẵn sàng bắt đầu bài học của mình chưa nào? Ở các tiết học trước, cô và các em đã cùng nhau tìm hiểu về thiên nhiên, dân cư, kinh tế xã hội của châu Phi. Và ở tiết học này, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đi vào tìm hiểu sâu hơn các khu vực của châu Phi, đó là bài 32, bài 33, các khu vực châu Phi. Trước khi bước vào tìm hiểu những nội dung chính trong bài, các em hãy quan sát vào lược đồ hình 32.1, lược đồ 3 khu vực của châu Phi. Ta thấy châu Phi được chia ra làm 3 khu vực và có mức độ phát triển kinh tế xã hội khác nhau. Dựa vào bảng chú giải với 3 màu sắc, ta thấy phần diện tích được tô màu hồng đó chính là khu vực Bắc Phi. Phần ở giữa của châu Phi được tô màu vàng đó chính là khu vực Trung Phi. Phần còn lại được tô màu xanh lá đó chính là khu vực Nam Phi. Nội dung bài học của chúng ta gồm 3 nội dung chính: 1. Khu vực Bắc Phi, 2. Khu vực Trung Phi, 3. Khu vực Nam Phi. Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về mục A khái quát về tự nhiên, còn mục B nhỏ khái quát về kinh tế xã hội nằm trong nội dung giảm tải theo công văn 4040. Các em tự tham khảo nhé. Trước tiên, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ nhất, đó là khu vực Bắc Phi. Các em hãy nhìn vào lược đồ hình 32.1, lược đồ 3 khu vực của châu Phi. Em hãy xác định trên lược đồ vị trí tiếp giáp của khu vực Bắc Phi. Các em đã tìm ra được câu trả lời của mình chưa nào? Cô và các em cùng nhau đối chiếu kết quả nhé. Các em thấy trên lược đồ Bắc Phi được tô màu hồng. Phía Bắc của Bắc Phi tiếp giáp với Địa Trung Hải. Phía Đông Bắc của Bắc Phi tiếp giáp với Biển Đỏ. Phía Tây tiếp giáp với Đại Tây Dương. Phía Nam tiếp giáp với Trung Phi. Nối liền Địa Trung Hải với Biển Đỏ chính là kênh đào Suez. Đây là một trong 2 tuyến đường giao thông huyết mạch trên thế giới. Ngoài ra, qua Biển Đỏ thì chúng ta có thể đến được với Ấn Độ Dương rộng lớn. Như vậy, có thể nói rằng Bắc Phi có vị trí địa lý rất quan trọng và là điều kiện cần để phát triển kinh tế, giao lưu hợp tác, trao đổi với các nước khác. Về tự nhiên, các em hãy dựa vào kiến thức đã học ở bài trước, kết hợp sách giáo khoa địa lý 7, trang 101 và quan sát lược đồ hình 26.1 cho biết đặc điểm tự nhiên của khu vực Bắc Phi và hoàn thành phiếu học tập. Yêu cầu các em hãy hoàn thành phiếu học tập của mình với những nội dung ở khu vực Bắc Phi được chia ra, đó là phía Bắc và phía Nam, với các thành phần tự nhiên, địa hình, khí hậu và thảm thực vật. Các em có 2 phút để hoàn thành phiếu học tập của mình.
Các em đã hoàn thành phiếu học tập xong chưa? Và cùng cô đối chiếu kết quả nhé. Nhìn vào bảng phân tầng địa hình, ta thấy ở khu vực Bắc Phi có màu cam đậm. Địa hình ở đây là núi trẻ Atlas. Địa hình thứ hai đó là đồng bằng ven địa Trung Hải. Còn ở phía nam đó là hoang mạc Sahara, hoang mạc lớn nhất thế giới. Còn về khí hậu, ở phía bắc có khí hậu địa Trung Hải mưa nhiều, còn ở phía nam có khí hậu hoang mạc nhiệt đới rất nóng khô, lượng mưa không quá 50mm trên một năm. Cây thảm thực vật ở phía bắc rừng sồi rẻ rậm rạp phát triển trên sườn đón gió, còn ở phía nam savan cây bụi thưa thớt và cằn cỗi. Trong các ốc đảo có cây cối xanh tốt, chủ yếu ở đây là cây trà là. Sau đây cô và các em sẽ cùng nhau quan sát một số hình ảnh về tự nhiên ở vùng núi Atlas và địa Trung Hải. Dãy núi Atlas nằm ở phía tây bắc của châu Phi với chiều dài khoảng 2.500 km, đi qua các quốc gia Maroc, Algeria và Tunisia. Dãy núi này phân cách bởi bờ biển địa Trung Hải và Đại Tây Dương bởi hoang mạc Sahara. Tiếp theo đó là rừng savan và cây bụi động vật. Hình ảnh tiếp theo đó là rừng cây rẻ và hạt rẻ, và hình ảnh cuối cùng đó là rừng cây sồi. Tiếp theo cô và các em cùng nhau quan sát một số hình ảnh về tự nhiên ở phía nam của Bắc Phi. Hoang mạc Sahara là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới, có diện tích khoảng 9,4 triệu km vuông và bao phủ lên những vùng rộng lớn của Bắc Phi. Về động vật, đặc trưng ở hoang mạc Sahara là lạc đà, chúng có khả năng chịu đói, chịu khát và có khả năng di chuyển đi xa để tìm thức ăn và nước uống. Xương rồng là thực vật đặc trưng ở miền Sahara với khả năng trữ nước trong thân. Còn thực vật chủ yếu trong các ốc đảo là cây và quả tra la. Cô và các em vừa tìm hiểu xong phần A khái quát tự nhiên Bắc Phi, còn phần B nằm trong nội dung giảm tải theo công văn 4040, các em tự tham khảo nhé. Và đây là nội dung ghi bài của các em ở phần khu vực Bắc Phi. Các em hãy hoàn thành bài của mình vào vở với các nội dung như sau. Về địa hình, phía Bắc có dãy núi Atlas là dãy núi trẻ nằm ở rìa phía Tây Bắc và đồng bằng ven địa Trung Hải. Phía Nam, hoang mạc nhiệt đới rộng lớn, hoang mạc Sahara. Khí hậu, phía Bắc có tính chất khí hậu địa Trung Hải, mưa nhiều, thực vật phong phú. Phía Nam, khí hậu hoang mạc rất khô nóng, lượng mưa trung bình năm không quá 50mm. Về thảm thực vật, ở phía bắc thực vật phong phú, rừng lá rộng ở sườn đón gió, vào sâu trong lục địa là savan và cây bụi. Phía nam thực vật nghèo nàn, cỏ gai thưa thớt, cằn cỗi. Trong các ốc đảo có cây cối xanh tốt, đó là cây trà là. Như vậy cô trò chúng ta vừa tìm hiểu xong khu vực Bắc Phi. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về nội dung thứ hai, đó là khu vực Trung Phi. Đầu tiên cô và các em hãy nhìn vào lược đồ hình 32.1, lược đồ ba khu vực của châu Phi để xác định khu vực Trung Phi trên lược đồ. Nhìn vào lược đồ ta thấy khu vực ở giữa của châu Phi được tô màu vàng, đó là Trung Phi. Về vị trí tiếp giáp, phía Bắc của Trung Phi tiếp giáp với Bắc Phi, phía Nam tiếp giáp với Nam Phi,
phía Tây tiếp giáp với Đại Tây Dương, phía Đông tiếp giáp với Ấn Độ Dương. Về địa hình của khu vực Trung Phi dựa vào hình 26.1, ta thấy phía Tây của Trung Phi chủ yếu là bồn địa, trong đó có bồn địa Congo. Còn về phía Đông là sơn nguyên cao và đồ sộ như sơn nguyên Ethiopia, sơn nguyên Đông Phi. Tiếp theo đó là về khí hậu. Dựa vào lược đồ hình 27.2, lược đồ các môi trường tự nhiên của châu Phi, ta thấy châu Phi bao gồm 3 môi trường tự nhiên, đó là môi trường hoang mạc, môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới. Khí hậu ở đây đó là khí hậu xích đạo ẩm và khí hậu nhiệt đới. Về thảm thực vật, môi trường xích đạo ẩm có rừng rậm xanh quanh năm, rừng thưa và savan. Còn môi trường nhiệt đới đó là rừng thưa và savan. Và cuối cùng đó là sông ngòi. Ở đây có hệ thống sông hồ dày đặc, nhiều nước quanh năm. Có con sông lớn đó là con sông Congo. Sông Congo là con sông ở miền Tây Trung Phi, chảy qua 10 nước và có hai quốc gia lấy tên theo con sông này là Cộng hòa Dân chủ Congo và Cộng hòa Congo, với chiều dài của sông khoảng 4.700 km, là con sông dài thứ hai ở châu Phi sau sông Nil và là một trong những con sông dài nhất thế giới. Tiếp theo đó là hồ Victoria, là hồ nước ngọt lớn nhất của châu Phi và lớn thứ hai thế giới. Hồ có diện tích khoảng 69.000 km² và có chu vi khoảng 3.440 km. Tiếp theo cô và các em sẽ quan sát một số hình ảnh về tự nhiên ở khu vực Trung Phi: rừng rậm xích đạo, rừng rậm nhiệt đới, savan công viên và động vật đặc trưng ở đây đó là ngựa vằn. Còn về phần B, khái quát kinh tế xã hội của Trung Phi nằm trong nội dung giảm tải theo công văn 4040, các em tự tham khảo và nghiên cứu nhé. Cuối cùng đó là nội dung ghi bài của khu vực Trung Phi, các em hoàn thành vào vở của mình với các nội dung như sau. Về địa hình, phía Tây chủ yếu là các bồn địa, phía Đông chủ yếu là sơn nguyên cao và hồ kiến tạo. Khí hậu, phía Tây có khí hậu xích đạo ẩm và khí hậu nhiệt đới, còn phía Đông có khí hậu gió mùa xích đạo. Thảm thực vật, phía Tây có rừng rậm xanh quanh năm và rừng thưa, savan. Còn về phía Đông, savan công viên trên các sơn nguyên, rừng rậm ở các sườn đón gió. Như vậy cô và các em vừa tìm hiểu xong hai phần, đó là khu vực Bắc Phi và khu vực Trung Phi. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về khu vực Nam Phi. Tiếp theo cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu mục A, khái quát tự nhiên. Trước tiên các em hãy quan sát hình 32.1, lược đồ 3 khu vực châu Phi, xác định vị trí của Nam Phi trên lược đồ. Như vậy, quan sát vào lược đồ hình 32.1, ta thấy phần được tô màu xanh, lá được thể hiện cho khu vực Nam Phi. Như vậy, khu vực Nam Phi là khu vực nằm ở phía nam của châu Phi, với vị trí tiếp giáp, phía bắc tiếp giáp với Trung Phi, phía Tây tiếp giáp với Đại Tây Dương, phía Đông tiếp giáp với Ấn Độ Dương và phía Nam tiếp giáp cả với Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Tiếp theo các em hãy quan sát hình 32.1, lược đồ các khu vực châu Phi, đọc tên các quốc gia. Như vậy thì nhìn vào lược đồ ta thấy Nam Phi bao gồm các quốc gia như sau: Mozambique, Malawi, Zimbabwe, Cộng hòa Nam Phi, Zambia, Botswana, Angola, Namibia, Lesotho, Swaziland
và cuối cùng đó là Madagascar. Về tự nhiên, trước tiên cô và các em sẽ cùng tìm hiểu đặc điểm đầu tiên đó là địa hình. Dựa vào ký hiệu màu sắc để biết được độ cao cũng như các dạng địa hình của khu vực Nam Phi, nhìn trên lược đồ, ta thấy khu vực Nam Phi chủ yếu thuộc gam màu cam đậm. Địa hình là cao nguyên khổng lồ có độ cao trung bình trên 1.000 mét. Tuy nhiên ở phần giữa, chúng xuống tạo thành bồn địa Kalahari. Phần phía đông nam được nâng lên cao tạo thành dãy The Great Canvas cao trên 3.000 mét. Vậy thì địa hình có ảnh hưởng gì đến khí hậu và thực vật ở khu vực Nam Phi? Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu đặc điểm khí hậu của Nam Phi. Quan sát hình 27.2, ta thấy khu vực Nam Phi thuộc các kiểu môi trường cận nhiệt đới ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường địa trung hải, môi trường hoang mạc, trong đó phần lớn diện tích của Nam Phi thuộc kiểu môi trường nhiệt đới. Vậy khí hậu ở đây phần lớn thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới. Vậy cực nam của Nam Phi thuộc kiểu khí hậu gì? À, cực nam của Nam Phi thuộc khí hậu địa trung hải. Vậy khí hậu địa trung hải thuận lợi để trồng những loại cây gì các em? À, khí hậu địa trung hải thích hợp để trồng những loại cây ăn quả cận nhiệt đới như cây ô liu, cây nho. Vậy tại sao Bắc Phi và Nam Phi cùng nằm trong môi trường nhiệt đới nhưng khí hậu ở Nam Phi lại ẩm và dịu hơn Bắc Phi? Các em hãy quan sát hình 27.2, lược đồ các môi trường tự nhiên của châu Phi. Ta thấy diện tích của Nam Phi nhỏ hơn diện tích của Bắc Phi. Ba mặt của Nam Phi tiếp giáp với đại dương và do ảnh hưởng của hai dòng biển nóng, đó là dòng biển Mozambique và dòng biển Mũi Kim. Và ở đây gió đông nam thổi từ biển vào. Khí hậu ở khu vực Nam Phi nóng ẩm, mưa nhiều. Về sông ngòi, ở đây có hệ thống sông lớn nhất, đó là con sông Zambezi. Đây là con sông dài thứ tư tại châu Phi và là con sông lớn nhất của châu Phi đổ vào Ấn Độ Dương. Sông có chiều dài khoảng 3.540 km, bắt nguồn từ Zambia. Sông Zambezi được công nhận là di sản thế giới vào năm 1989. Về thảm thực vật, các em hãy quan sát hình 26.1, lược đồ tự nhiên châu Phi. Ta thấy thảm thực vật thay đổi theo chiều từ Tây sang Đông, lần lượt là hoang mạc, savan, rừng rậm nhiệt đới. Tại sao thảm thực vật ở đây lại có sự phân hóa theo chiều từ Tây sang Đông? Do ảnh hưởng của địa hình và các dòng biển nóng và dòng biển lạnh. Còn ở phần B, khái quát về kinh tế xã hội, phần này nằm trong nội dung giảm tải theo công văn 4040, các em tự tham khảo nhé. Cuối cùng là nội dung ghi bài về khu vực Nam Phi. Các em hãy hoàn thành bài vào vở của mình với các nội dung như sau. Về địa hình là cao nguyên khổng lồ có độ cao trung bình hơn 1.000 mét. Phía đông nam là dãy The Great Canvas nằm sát biển, cao 3.000 mét. Trung tâm là bồn địa Kalahari. Về khí hậu, phần lớn nằm trong môi trường khí hậu nhiệt đới. Cực nam có khí hậu địa trung hải. Về sông ngòi lớn nhất ở đây là con sông Zambezi. Về thảm thực vật, phân hóa theo chiều từ Tây sang Đông và có sự thay đổi của lượng mưa. Như vậy, cô và các em vừa tìm hiểu xong các khu vực của châu Phi, đó là khu vực Bắc Phi, khu vực Trung Phi và khu vực Nam Phi. Vậy thì để củng cố lại kiến thức bài học hôm nay, cô trò chúng ta cùng nhau trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm. Các em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Câu số 1. Trên các sơn nguyên của Trung Phi hình thành kiểu savan công viên độc đáo do. Câu A. Có nhiều cảnh quan đẹp. B. Khí hậu mát mẻ quanh năm.
C. Có nhiều cây bụi công viên. D. Địa hình có sự phân bậc độc đáo. Các em có thời gian 3 giây để hoàn thành câu hỏi này nhé. Các em có câu trả lời chưa nào? Và đáp án của chúng ta ở đây là câu B. Câu số 2. Phía nam của khu vực Bắc Phi là hoang mạc. A. Namib. B. Sahara. C. Kalahari. D. Gobi. Các em cũng có thời gian là 3 giây để hoàn thành câu hỏi này. Vậy các em đã có đáp án của mình chưa? Cô và các em cùng nhau đối chiếu kết quả nhé. Đó là câu B, Sahara. Tiếp theo là câu số 3. Nét độc đáo của địa hình Nam Phi là A. Đại bộ phận là sơn nguyên cao trên 1.000m. B. Có thảm thực vật của vùng ôn đới. C. Ven biển có nhiều đồng bằng thấp. D. Giới động vật rất nghèo nàn. Các em cũng có 3 giây để hoàn thành câu hỏi này. Vậy các em đã có câu trả lời chưa? Cô và các em cùng nhau đối chiếu kết quả nhé. Đó là câu A. Đại bộ phận là sơn nguyên cao trên 1.000m. Cuối cùng là câu hỏi số 4. Dải đất hẹp cực nam của Nam Phi có khí hậu A. Nhiệt đới. B. Địa trung hải. C. Cận nhiệt đới. D. Ôn đới hải dương. Các em cũng có thời gian là 3 giây để hoàn thành câu hỏi này nhé. Vậy các em đã có câu trả lời chưa nào? Cô và các em cùng nhau đối chiếu kết quả nhé. Đó là câu B. Địa trung hải. Như vậy cô trò chúng ta vừa hoàn thành xong bài 32, bài 33 các khu vực châu Phi. Các em ở nhà hãy học bài, hoàn thành nội dung ghi bài vào vở. Chuẩn bị trước nội dung ôn tập bài 13, bài 17, bài 19, bài 21 để kiểm tra cuối học kỳ 1 nhé. Và đây là một bài tập nhỏ có tựa đề là thử thách cho em. Các em hãy viết một bức thư gửi đến một người bạn ở châu Phi với chủ đề chia sẻ, kết nối yêu thương, thể hiện sự đồng cảm với những khó khăn mà các bạn đã gặp phải, động viên, khích lệ những người bạn vươn lên trong cuộc sống. Hoạt động, hình thức, các bạn hoạt động cá nhân, yêu cầu, đọc yêu cầu và hoàn thành bài tập ở nhà. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe bài giảng. Bài học của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Cô chúc các em học giỏi, chăm ngoan, có thật nhiều sức khỏe để hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ 1 này nhé.